nỗi. Chiều xuống thấp thoáng, chỉ có anh và anh trong màn đêm, mong chờ tia nắng. Tia nắng em đã mang đi xa, em hứa mang hơi ấm quay về. Anh vẫn tin một ngày chúng ta sẽ lại có nhau. Ngày chia tay hai ta trao nhau từng lời hẹn ước khắc sâu. Dù mai đây xa xôi phương nào thì mình vẫn nhớ tới nhau. Tình đôi ta đang trao cho nhau mãi mãi luôn đậm sâu. Cho dù ta đi đâu về đâu thì tình yêu không phải giấu. Ngàn thông xanh nơi anh trao em từng lời hẹn ước khát cao. Giờ riêng anh nơi đây cô đơn từng ngày vẫn nhớ tới em. Ở nơi kia em ơi vui không có nhớ tới anh nhiều không. Anh vẫn mong ngày hai ta tương phùng. Chuyện sao rồi anh? Anh chỉ mới liên lạc được với một vài khách hàng cũ, họ hứa sẽ hợp tác lại với mình. Chuyện làm ăn là vậy, không biết người ta có ủng hộ mình nữa không? Theo anh biết, bà làm ăn của anh Trần rất nhiều. Anh nghĩ họ sẽ ủng hộ khi mình củng cố lại công ty. Cũng mong là vậy. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, con Khanh nó biết nó sẽ buồn. Nhắc đến con Khanh em mới nhớ, mấy hôm nay nó không có gọi điện thoại cho em, chắc là nó đang vui vẻ lắm đó. Lên trên đó nó có nhiều bạn hợp với ý của nó, chắc là nó sẽ vui. Mấy hôm nay anh có gọi điện cho cậu Khang, cậu ta cũng ở trên đó, không biết có gặp con bé không. Ồ vậy hả, hy vọng là tụi nó đi chơi với nhau. Anh cũng hy vọng như vậy. Nhưng mà anh cần gặp cậu Khang để bàn một số chuyện, nhưng cậu ta cứ bận hoài, không biết chừng nào mới trở lại để giải quyết chuyện công ty đây. Cậu ra đây hồi nào? Ra cũng được mấy ngày rồi, mà sao anh biết tôi ở đây vậy? Tôi ra gặp cậu Hải để lo một số công việc, thì cậu Hải mới nói là cậu đang ở đây, nên tôi mới mời cậu ra đây uống cà phê. Rồi chừng nào về lại Sài Gòn? Xong công việc tôi cũng được rảnh mấy ngày. Tôi ngày mai mới về. Thôi chiều nay tôi mời cậu nhậu với tôi. Tôi biết một cái quán rất là ngon, mình ra nhâm nhi vài ly rượu cho ấm bụng. Rất tiếc là tôi bận rồi, xin lỗi anh nha. Thôi được rồi, vậy gặp nhau ở Sài Gòn nha. Cậu biết chuyện Lý Lệ chưa? Sao anh hỏi như vậy? Có gì đâu. Hôm qua Lý Lệ gặp tôi, mới năn nỉ tôi nhờ tôi giúp đỡ. Cô ta kể chuyện gia đình, là ba cô ta chết ở trong tù, mẹ thì bị điên, bây giờ phải kiếm tiền nuôi bà già. Tôi thấy bị đát quá, nên tôi dự kiến sẽ cho cô ta một vai, nhưng mà không biết dư luận sẽ như thế nào. Nhưng mà hoàn cảnh như vậy, tôi không thể làm ngơ được. Nửa muốn giúp mà nửa muốn không, nên mới gọi cậu ra đây nè, hỏi ý kiến của cậu. Cậu cho tôi biết ý kiến coi. Nếu giúp được gì, mong anh cứ giúp cho. Còn dư luận hãy tính sau đi. Thôi tôi có công việc phải đi rồi, xin lỗi anh nha. Cảm ơn anh về chầu cà phê này. Có gì đâu. Rồi bận công chuyện cứ đi ha. Dạ. Gửi nó lại cho con nhớ lo cho nó giùm bác nha.
Tôi đang trên đường về thành phố, vì có chuyện bận cho nên không ở lại như đã hứa. Xin lỗi nghe Diễm Khanh. Có chuyện gì vậy? Cô không nên bận tâm làm gì. Có lẽ lâu lắm mình mới gặp lại nhau. Nếu cô còn kiên nhẫn thì chúng ta sẽ còn gặp lại. Anh nói vậy lần sau tôi không hiểu. Mà nói như anh, nếu tôi không kiên nhẫn thì sao? Tôi cũng biết, trong cuộc sống có những điều xảy ra không như mình mong muốn. Và nếu điều đó xảy ra, thật lòng xin lỗi cô. Xin lỗi về tất cả những gì đã xảy ra giữa tôi và cô trong những ngày gần đây. Anh nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì hết á. Coi như mình chưa từng bước qua ranh giới. Những gì mình đã nói với nhau, cô hãy quên đi. Thật lòng xin lỗi cô, vì bây giờ tôi không thể ở bên cô được. Alo, alo. Em đừng có giam mình trong phòng tối như vậy, nhìn ảm đạm lắm. Nhưng em thích ngồi trong bóng tối nên không muốn bật đèn. Em ăn tối chưa? Em không muốn ăn. Anh cũng chưa ăn gì hết, anh mới vừa về thôi. Em đi ăn với anh nha. Em không muốn ăn đâu. Em ngại phải thay đồ đi ra ngoài đường. Anh đi một mình đi. Em thay đổi nhiều quá, lâu lắm rồi không gặp em. Bây giờ anh nhận không ra em nữa đó. Anh hiểu là em chịu sự bất hạnh quá lớn, nhưng em hãy cố gắng vượt qua nó nha. Anh sẽ ở bên cạnh em. Em sẽ không đơn độc đâu. Anh đang thương hại em đúng không? Em đừng nói chuyện đó nữa. Bây giờ dì An ở đâu vậy? Mẹ bị tâm thần nên ở bệnh viện tâm thần rồi. Bệnh nặng lắm, người ta nói trị lâu lắm mà không biết có tỉnh được không nữa. Hay là... Em đừng có bi quan nữa. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Dì An chỉ còn chỗ dựa duy nhất là em thôi. Nếu em buông xuôi thì dì An sẽ khổ đó. Em sẽ không buông xuôi đâu. Nhiều lúc em ước á là em được chết, em biến mất khỏi cõi đời này. Nhưng mà em nghĩ, nếu như em chết đi rồi thì chỉ còn một mình mẹ, cho nên em phải ráng sống. Khang về thành phố rồi đó Ly. Ủa, sao về sớm vậy? Anh nói là ở lại chơi lâu mà. Những người nổi tiếng, họ thường đeo mang nhiều thứ quá. Họ đâu còn thời gian sống cho ai nữa. Họ vừa mới hứa đó, rồi lại lập tức phủi bỏ. Mình cũng đâu trách được. Khanh nói chuyện sao mà tối nghĩa quá, Ly không có hiểu được. Thôi đi, đừng nói chuyện này nữa. Khanh cũng không muốn hiểu. Chẳng thà mình đoán một cách mơ hồ, còn hơn là hiểu rõ rồi lại còn đau thêm nữa. Càng nghe Khanh nói hả, Ly càng khó hiểu. Thôi, để Ly về nhà Ly suy nghĩ. Một tuần cũng đủ để hiểu được ha.
Còn bây giờ thì bó tay luôn. Chào hai cô bé. Ủa, anh Quang, anh ra hồi nào vậy? Anh cũng mới vừa ra thôi, phải sắp xếp hết công việc mới ra đây được đó. Rồi chừng nào anh về? Còn tùy một người. Tùy một người. À, Khanh hiểu rồi. Nếu mà ông có thông tin á thì làm sao anh Quang biết được tụi này đang ở đây đúng không? Hình như hai người có gì đó không bình thường đúng không? Có gì đâu mà không bình thường. Chứ gì nữa, nghe giọng của Ly á là biết không bình thường rồi. Sao mà cái số của Khanh á cứ gặp toàn những người không bình thường, rồi làm những chuyện không bình thường, rồi cuối cùng không biết là mình có bình thường hay không nữa. Ủa, Khanh đi đâu vậy? Thì chẳng phải hai người cần nói chuyện riêng sao? Khanh đi về trước. Ly với anh Quang có chuyện gì đâu mà riêng, bình thường mà. Thôi đi, nhìn là biết rồi. Tôi cũng thông minh lắm ấy nha. Thôi về nha, hai người lại nói chuyện đi ha. Khanh. Khanh. Về nha. Bye em. Đây là tập thơ tình của Xuân Diệu, anh tặng cho Ly đó. Thật sự anh cũng không biết nói gì hết á. Ly đọc đi rồi sẽ hiểu mà. Mà anh nghĩ chắc Ly cũng hiểu rồi, nhưng chẳng qua không chấp nhận nó thôi. Ly à, Ly đừng làm cho anh và Ly phải đau khổ nữa. Nói cho mẹ nghe đi con. Con với cậu Khang có chuyện gì hả? Dạ chuyện thì nhỏ thôi mẹ ơi, nhưng mà con chán lắm. Dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ gì con cũng phải nói cho mẹ biết chứ. Đi, đi vô đây. Mẹ biết rằng con rất là thương cậu Khang, cho nên dù con có làm điều gì bồng bột, mẹ cũng rất hiểu con. Mẹ không phản đối con. Nhưng ngày ở Đà Lạt có chuyện gì vậy con? Tụi con đã nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi, coi như là làm quà với nhau luôn rồi đó mẹ. Tối hôm đó tụi con nói chuyện cởi mở vui vẻ lắm. Vậy mà tự nhiên sáng hôm sau anh bỏ về chỉ nói với con là xin lỗi. Con suy nghĩ hoài, không biết sao tự nhiên là xin lỗi. Trừ khi anh làm điều gì có lỗi mới xin lỗi phải không mẹ? Tại sao con không gọi điện cho cậu ta? Những gì anh làm con cảm thấy mình bị tổn thương lắm. Mẹ biết con có linh cảm gì không? Con linh cảm là cậu ta về thành phố vì con bé kia phải không? Vậy là mẹ cũng nghĩ như vậy hả? Có nghĩa là chuyện đó là thực tế phải không mẹ? Mẹ đoán như vậy. Tại vì thời gian này là lúc cô ta rất là khủng hoảng. Nếu không dựa vào cậu ta thì dựa vào ai bây giờ? Không lẽ chuyện tình cảm cứ tồn tại người thứ ba hoài? Ảnh thích con mà sao trong lòng ảnh lúc nào cũng có Lý Lệ hết? Còn với ảnh á, chưa có là gì của nhau, cho nên con không có quyền xen vào đời tư của ảnh. Nhưng mà cứ mỗi lần con nghĩ đến chuyện ảnh quan tâm tới Lý Lệ á là con khó chịu lắm. Yêu là vậy đó con à. Lúc yêu á, người ta thường hay ích kỷ lắm. Con không ích kỷ tới mức dành hết của Lý Lệ đâu. Nếu như mà bây giờ á, kêu con cho tiền Lý Lệ hoặc là cho luôn căn nhà, con cũng chịu nữa. Nhưng mà còn chuyện tình cảm
Con không muốn cổ chia sẻ với con dù chỉ là một chút. Cậu ta chỉ thương hại Lý Lệ thôi. Con tin mẹ đi. Mẹ hiểu anh Khang nhiều như vậy sao? Mẹ không hiểu nhiều lắm, nhưng mà mẹ nhìn thấy tình cảm nó dành cho con. Nếu mà nó yêu Lý Lệ thì nó đã không giúp cho gia đình mình. Mẹ nghĩ con và cậu ta có chuyện hiểu lầm. Con nên gặp cậu ta để nói rõ mọi chuyện, coi cậu ta giải thích ra sao. Vậy con... con phải tới tìm ảnh nữa hả? Ừ. Mẹ thấy trong tình cảm con hơi kiêu ngạo đó. Đừng đặt tự ái lên hàng đầu nha con. Dì An sao rồi em? Con chào dì. Tao không nghe mày. Mày nghe lời tao. Tao nghe mày chi mày. Đừng mẹ à. Dì An, sao vậy? Bình tĩnh lại đi. Đừng làm đứa mẹ. Dì An, đi đâu mà? Có chuyện gì vậy? Từ từ để tôi. Mẹ, bình tĩnh lại đã. Không có chuyện gì đâu cô. Cô đi theo con nè, từ từ cô ơi. Đi. Cô ơi, không có chuyện gì đâu. Từ từ cô. Em về nhà đi, nghỉ ngơi còn chưa tới phòng tập nữa. Anh ơi, cho em về nhà anh được không? Em sợ về nhà lắm. Về nhà em cứ nghĩ quanh nghĩ quẩn, nghĩ tới chuyện cũ, em không muốn nghĩ tới nữa. Thôi được rồi, về nhà anh nghỉ ngơi đi. Hôm nay anh ở nhà nói chuyện với em cả ngày luôn. Mình về nha. Em vô nhà đi. Dạ. Em ngồi xuống đi. Em uống nước gì? Để anh đi lấy. Dạ thôi, anh khỏi phải lo cho em nữa. Em ăn đi, sáng giờ em chưa ăn gì hết. Em không muốn ăn gì hết á. Em cũng ít ăn sáng lắm. Em không nên nhìn đói như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Em phải ăn chứ, lỡ bệnh thì sao? Em ăn đi. Sự tốt với em như vậy, em thấy ái nái lắm. Em muốn xứng đáng để đối xử em vậy. Em ăn đi. Ừ.
Nhiễm Khanh đi rồi kìa anh. Kệ của ta đi. Anh nghĩ khi đọc xong tập thơ, Ly sẽ hiểu được tình cảm của anh. Và lúc mình gặp nhau như vậy, mình sẽ nói chuyện vui hơn, chứ không phải là Ly đi với anh bằng một gương mặt buồn. Thấy Ly như vậy, thật sự anh buồn lắm. Thà buồn lúc chưa có gì ràng buộc, rồi nỗi buồn nó sẽ qua. Chứ khi đi sâu vào mối quan hệ chênh lệch, lúc đó chia tay sẽ khổ hơn nữa. Em Ly à, tại sao, tại sao lại chia tay khi mình đang có tình cảm với nhau mà? Em nghĩ nhiều lắm rồi. Em không thể nào vượt qua được cảm giác mình là người tội lỗi. Thà là không có tình cảm còn hơn có mà cứ phải dằn vặt khổ sở. Lúc đó em sống bất ổn lắm. Nhưng anh đã có quan tâm mấy chuyện đó. Nếu mà Ly làm lỡ thì anh đã nhìn Ly với ánh mắt khác rồi. Đằng này nó là một tai nạn, cái đó không liên quan gì tới đạo đức. Ly quan tâm nó làm gì hả? Đó là một sự sai lầm, một sự dại dột, Ly có hiểu không? Rồi có ngày Ly sẽ hối hận đó. Em sẽ không hối hận đâu. Em đã suy nghĩ nhiều lắm rồi. Em đã cân nhắc giữa cái được và cái mất. Rồi cái mất làm em thanh thản hơn. Chứ nếu sống mặc cảm với người mình yêu như vậy, em sẽ khổ hơn nhiều nữa. Trời ơi, Ly ơi là Ly, tại sao Ly cứ phải làm anh điên lên như vậy mới được hả? Thời buổi này mà em còn phong kiến như vậy sao? Ly ơi, em bảo thủ quá. Tôi nghe nè anh Quang. Khanh hả? Thứ hai này là sinh nhật của cô bạn, anh muốn rủ Khanh đi chung. Khanh có đi được không? Ừ, nếu tôi đi với anh như vậy, người ta nghĩ tôi là bạn gái của anh rồi sao? Hay là anh rủ Ly đi nha. Anh gọi Ly vô đây rồi hai người đi chung. Anh có rủ Ly rồi mà Ly không vô được. Với lại anh có muốn rủ Khanh đi đâu đó, chứ ở nhà hoài chịu sao nổi. Mà anh cũng có chuyện muốn nhờ đến Khanh. Thôi được rồi, lâu rồi không gặp anh Quang, tôi cũng muốn nói chuyện. Vậy chừng nào đi á, gọi cho tôi trước, tôi chuẩn bị nha. Ok, bye bye. Bye bye anh. Mọi người tới đủ chưa ha? Mình đang tới đó. Mình gửi hết thiệp rồi đó.
Khanh cứ thoải mái đi, đừng căng thẳng như vậy. Sao mà bạn của anh Quang toàn là người lạ không nhỉ? Đâu có lạ đâu, nếu Khanh đã từng coi ca nhạc thì ít ra cũng nhận được vài người quen chứ. Chỉ có vài ca sĩ ruột là tới dự thôi. Có một số bầu xô, diễn viên, rồi đạo diễn. Bạn tôi có quan hệ rộng lắm. Thôi mình đến gặp Ngọc Giao đi Khanh. Ý, Nam Quang tới rồi kìa. Chào mọi người. Xin chào mọi người. Tụi tôi chờ ông nãy giờ lâu lắm rồi đó. Xin lỗi nha. Em bận cái đầm này xinh quá à. Vừa thấy dễ thương vừa trẻ trung nữa. Cảm ơn anh. Thôi mọi người ngồi chơi nha, tôi qua kia có chút việc. Mình đi. Chào anh Khang. Ủa, cậu mới tới hả? Dạ. Xin chào. Chào cậu. Đây là bộ show. Dạ chào chú. Xin giới thiệu với ông, còn đây là Diễm Khanh, bạn em. Vụ án của gia đình cô cũng gay go quá ha. Tôi có biết ông ta. Trước đây có thời gian tôi có làm ăn với ông ta. Vậy là chú cũng biết con? Biết chứ. Mẹ mới của con chú cũng biết nữa mà. Bà ấy có khỏe không? Dạ mẹ con khỏe, con cảm ơn. Tối nay cháu đến đây rồi, cứ vui chơi thoải mái đi. Dạ cảm ơn chú. Lâu quá không gặp. Anh khỏe không? Cảm ơn cô, tôi bình thường. Hôm nay anh không đưa Lý Lệ đi cùng sao? Không. Mình đi qua chỗ khác đi, ở đây ngột ngạt quá. Em xin phép anh Khang. Ngọc Giao. Nam Quang, xin lỗi nha, nãy giờ bận biểu quá, chưa tiếp hai bạn được. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Khanh tự nhiên nha. Anh Quang ở đây chăm sóc Diễm Khanh giùm em nha. Tất nhiên rồi. Giao Quang nói chuyện với bạn chút xíu, hai bạn tự nhiên. Khanh ăn cái gì nha? Giờ này mà ăn gì? Hay là uống nước gì đi. Lấy hơi gọi anh Tân. Gì cũng được, anh lấy giùm tôi qua đây ngồi nha. Thấy nhớ ghê á. Sao hôm bữa không bắt máy vậy? Tại tôi lười nói chuyện. Không phải là lười, mà là không muốn. Tôi biết cô nghĩ gì, cho nên tôi nói với cô điều này. Trong tình yêu thì phải cần tin tưởng lẫn nhau. Nếu cô hiểu tôi thì cô đâu có tổn thương. Và thôi đủ rồi, anh không cần phải nói thêm gì hết. Tôi không muốn nghe, cũng như không muốn biết tất cả những chuyện gì liên quan tới anh. Thật như vậy hả? Tại sao cô không mở lòng ra để hiểu người khác, không chịu khó tìm hiểu thật hư mà cứ lo kết luận không vậy? Chẳng lẽ cô cứ trẻ con hoài như vậy sao? Tôi không còn trẻ con. Xảy ra nhiều chuyện tôi đã suy nghĩ chín chắn hơn nhiều rồi. Nhưng cho dù tôi có dị tha đến đâu, tôi cũng không thể nào chấp nhận chuyện tình cảm không rõ ràng và nửa vời. Vì như vậy tôi sẽ bế tắc lắm, cho nên tôi muốn thoát ra. Cô muốn chia tay hả? Như vậy có quá nóng vội hay không? Tại sao cô coi thường tình cảm của người khác quá vậy? Ai xem thường ai? À, mà nói như vậy cũng không đúng. Tôi rất kính trọng anh, bởi vì anh là một người có trái tim bao la, là một nhà từ thiện vĩ đại mà. Còn tôi, trái tim tôi nhỏ lắm, không đủ sức chứa nhiều người như anh đâu. Cô có cần mỉa mai như vậy hay không? Tại sao cô không chịu nghe tôi nói? Tôi rất cần sự cảm thông và chia sẻ. Tôi biết. Và tôi hiểu anh là một người rất quảng đại. Anh sẵn sàng che chở cho người bị hoạn nạn. Trước đây tôi kính trọng anh,
Tôi thần tượng anh về điều đó lắm. Nhưng bây giờ thì không. Tôi ghét cay ghét đắng. Tôi chỉ là một người bình thường, nên tôi cần thứ tình cảm bình thường. Còn thứ tình cảm như vậy, nói thật, tôi không thể cảm nhận nổi. Cho nên tôi đã quên anh rồi. Nhanh như vậy sao? Từ nay về sau, anh không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi. Lý Lệ cần anh nhiều lắm á. Còn tôi chỉ cần cái gì duy nhất thôi. Chúng ta không bao giờ cùng nhìn về một hướng. Cho nên tôi rút lui. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Tôi còn đường nào hay sao mà phải suy nghĩ? Khi chưa hiểu hết chuyện thì cô đừng tuyên bố lung tung, rồi làm tổn thương người khác. Lỡ một ngày nào đó cô hiểu ra chuyện, rồi lại tìm cách xin lỗi, thì lúc đó tôi không phải là kẻ dị tha đâu. Tôi đâu có cần anh dị tha. Bây giờ tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Mệt mỏi với thứ tình cảm nửa vời. Anh có nghe câu ăn có thể ăn nửa bữa, ngủ có thể ngủ nửa giấc, nhưng không ai có thể yêu bằng nửa trái tim. Yêu như vậy, tôi cảm thấy xem thường ngay chính cả tình cảm của mình. Mà tình cảm đối với tôi, nó thiêng liêng lắm. Nếu như ai đối xử với tôi nửa vời, tôi sẽ bỏ ra đi. Cô nói cô đã trở thành người lớn rồi, nhưng tôi thấy cô chẳng lớn hơn chút nào cả. Anh Khang, anh nói với tụi em chứ. Tôi muốn nói chuyện với Diễm Khanh một chút. Làm phiền cậu nha. Không cần đâu. Không còn gì để nói nữa. Mình đi đi. Em đi nha. Em đi về hả? Sao về sớm vậy? Dạ, tại lúc nãy mẹ em lên cơn. Bác sĩ có chích thuốc cho mẹ em ngủ, cho nên em về. Mẹ lại lên cơn nữa sao? Anh thấy chị An đỡ lắm rồi mà. Em cũng không biết nữa. Sao mà mẹ em á, có lúc á tưởng như là bình phục rồi, có lúc á tưởng như là nặng hơn vậy nữa. Riết rồi em cảm thấy bi quan quá, không còn hy vọng gì nữa hết. Thôi, em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Em tới đây bằng gì vậy? Em đi xem ba ôm tới. Vậy để anh đưa em về nha. Anh Khang nè, em nói chuyện với anh một chút được không? Mai mốt anh đừng có tới bệnh viện nữa. Anh đừng tìm em nữa. Ngày nào anh cũng tới lo cho em, mất thời giờ của anh lắm á. Anh đừng bận tâm chuyện của em nữa. Sao vậy? Em không có muốn làm phiền anh nữa. Anh cũng có cuộc sống riêng của anh. Từ trước tới giờ em cứ thích quấy rầy anh hoài à. Em không muốn làm vậy nữa. Tại sao em nói chuyện lại khách sáo như vậy? Hôm bữa em tới nhà gặp Diễm Khanh á, em thấy thái độ của cổ, em biết chắc là giận anh lắm.
Em nghĩ là anh cũng cần có cuộc sống riêng của anh chứ. Anh phải dành nhiều thời gian cho Diễm Khanh nữa. Anh lo cho em hoài như vậy, anh không sợ là sẽ mất Diễm Khanh hả? Thôi, em đừng có nói chuyện Diễm Khanh nữa. Em hãy nói chuyện của em đi. Bây giờ tốt nhất là em hãy tìm cái gì đó hay nhất cho dì An. Chứ để dì ấy trong bệnh viện hoài cũng không tốt đâu. Hay là đừng nói chuyện của mẹ em ở đây nữa, mà hãy nói chuyện của anh đi. Anh đừng sống theo kiểu hiệp sĩ nữa được không? Em thấy là anh lúc nào cũng phải bỏ qua chuyện tình cảm riêng cả, còn cuộc sống riêng của anh nữa. Anh đừng có sống lý trí nữa. Anh cứ như vậy hoài á, mai mốt nhìn lại thấy mình cũng chẳng có cái gì riêng. Mà lúc đó nếu như anh mất Diễm Khanh thì chắc em là người có lỗi nhất. Em đừng nói chuyện đó nữa được không? Anh không tin thì em sẽ không nói nữa. Còn chuyện của mẹ em thì em cũng đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Chắc là em sẽ đưa mẹ về quê. Hai mẹ con sẽ vô chùa làm công quả. Mỗi ngày nghe kinh kệ như vậy, em nghĩ là mẹ sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn. Biết đâu mẹ sẽ đỡ hơn. Em cũng chán không khí náo nhiệt ở đây lắm rồi, em chỉ muốn về quê thôi. Em nói cái gì vậy? Anh có nghe lầm không? Hồi nhỏ em thích theo ngoại vô chùa lắm. Em thích nghe mùi nhang ở đó. Mấy ngày sống trong bệnh viện, tự nhiên em lại thấy nhớ hồi đó quá. Em muốn về quê thôi. Sao trước đây em không muốn về quê mà bây giờ lại đòi về? Em suy nghĩ kỹ chưa? Em có nghĩ chuyện này lâu lắm rồi. Ở bệnh viện hoài mẹ sẽ không bao giờ hết bệnh đâu. Em hy vọng là cuộc sống tĩnh lặng sẽ giúp mẹ trở lại bình thường. Em sẽ làm công quả để kiếm cơm cho hai mẹ con ăn. Em không muốn vay nợ của anh hay là của bạn bè nữa. Như vậy chỉ tạo nghiệp thêm thôi. Em thay đổi nhiều quá. Anh ở gần em mà anh cũng không thể ngờ là em thay đổi đến như vậy nữa. Thôi cũng được, nếu em muốn đi về thì anh sẽ đưa em về quê. Như vậy có làm phiền gì anh không? Có gì phiền đâu em. Chắc anh có thể thu xếp được hết. Lệ nè, anh đã làm đảo lộn cuộc đời của em. Em có hận anh không? Không, em không hận anh đâu. Ngược lại, em thông cảm và hiểu anh. Em đã hiểu ra rồi. Em cảm thấy không oán giận gì nữa hết. Mặc dù anh đã làm gia đình em tan nát. Anh xin lỗi em, nhưng anh không thể ngờ em lại nhận thức theo chiều hướng đó. Nhưng đó là thật anh à. Những ngày qua em hay im lặng suy nghĩ. Em suy nghĩ về hết ngóc ngách của vấn đề. Em thấy mặc dù em là con, em cũng không thể nào chấp nhận được chuyện mà ba mẹ em đã làm. Nói chi là người khác. Nếu mà anh không phanh phui chuyện của gia đình em thì cũng sẽ có một người khác làm điều đó. Quả báo mà. Anh Khang, sao anh không hỏi em là em có còn yêu anh không? Anh nghĩ là mà thôi, anh nghĩ mình không nên nói chuyện này đâu. Em sẽ giữ tình yêu đó. Chắc là sống hết cuộc đời này em vẫn còn yêu. Nhưng mà em không còn tư tưởng giành giật với Diễm Khanh nữa. Hai người có cuộc đời trong sáng chứ không đen tối như em. Em thua Diễm Khanh ngay từ đầu. Làm sao em dám tơ tưởng tới anh? Thời gian qua anh mắc lo cho em như vậy. Diễm Khanh có giận anh không?
đừng nhắc chuyện của anh nữa, anh không thích đâu. Anh không thích nghĩ tới, hay là không thích nói trước mặt của em. Cả hai em à. Đứa bé trông gieo như trẻ sơ sinh, lẽ nào qua một đời cuồng phong người ta có thể trải qua bước ngoặt tâm lý như vậy? Có lẽ bây giờ em mới trở về với bản chất sơ khai của mình. Gia đình của em đã đẩy em vào con đường gió bụi và làm hư hỏng cả một đời của em. Chăm sóc như lúc vui.